lấy là thế kỹ. Úi dồi. Bạn nhìn thấy chưa? Dân chơi thả diều ấy. Chào lần nữa nha. Được không? Lấy đàn thì kỹ. Được rồi. Không được rồi. À đây, đừng, không ấy hả chàng? Đấy. Ở đây không có đường chạy nữa. Có cái tên... không có đường chạy nên phải đứng trên nóc nhà. Nói chung là chơi diều này mỗi một vùng thì nó có một cái đặc thù riêng. Ta không có đường chạy thì ta đành phải nghĩ cách ra để ta chạy thì ta cho được diều lên chứ không phải không có đường chạy là không chơi được đâu. Chơi được hết. Hỏng tất rồi. Có mày hỏng tất rồi. Bây giờ mà lội ra đúng này thì không biết có lội được không. À được, vào được đây. À được. Chỉ cần vào đây cái là được thôi. Nó bé quá. Chính ra nó hạ cánh ở những chỗ này lại an toàn. Không sợ sáo trùng các thứ về gì. Thôi. Ai chơi gió được vậy? Bây giờ kiểm tra này lại đâm phát nữa. Quyết phải lên bằng được. Lên đi bác Thắng ơi. Ôi giời ơi, đâm chạy. Đấy, chú đấm vào cái xương ấy, đúng rồi. Từ, rồi. Càng đét luôn. Kìa bác Thắng, đỡ chú Hoan kìa. Nặng mà. Chết rồi. Thắng chào bà con. Gãy cả răng bây giờ ấy. Bây giờ đang đi buộc dây vào bưởi, cây bưởi à chú. Kéo nó có kéo cả cây được không? Ủa, có kéo cả cây. May gió trông cái này thôi, thế mà lên cao gió to thật. Mới lên được có 3 con thôi.
nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Nếu thấy hay hãy để lại cho mình một đăng ký và một like video để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo hay hơn cho các bạn xem. Thôi xin chào, bye bye.